Hello, tôi chào bác. Ở Chào chào bây giờ anh mình thì chào chào anh con, nói là bây giờ chuyện nói con nghe, bây giờ là xui nói cho vợ con biết chữ ký của con phải đổi, không đổi là con không có tiền, không có tiền là không có tiền là không có cái gì hết. Quan trọng nhất con mình phải có tiền là có tất cả, không tiền thì lấy gì mà có. Đúng không? bác Trần Dân ơi, Vậy. bác có thằng Hà Thiên Lộn ấy, nó đeo cái cờ ngày trước mà bác cũng quý lắm, cái cờ vàng ba sắc đỏ đó, vào nó chửi bác cháu mình rất là mất dạy. Bác đọc được còm không? Không, cháu đọc luôn nguyên văn Mày cho đọc bác đi, nghe mày này. đọc đi. Mẹ chúng mày đấy, mà nó là mang cái văn hóa của ba que nó chửi đấy. Con nên nhớ đời dễ lắm, mà một là con thích nó, con cho nó nghe, con cho nó chơi, còn phải con lóc mẹ nó là con mẹ gì. Xin lỗi, bây giờ bác, bây giờ nói vấn đề chính trị cho con nghe nè. Và Nói năm bác nói chửi bác là 1975, chủ yếu á. bây giờ nói năm 1975, không cần biết Đảng Cộng sản là gì. Đảng Cộng sản là vì sao tốt, vì sao đờ, vì sao tốt. Còn Việt Nam Cộng hòa là vì sao xấu, mình chỉ nói hai vì sao rồi, tốt và xấu. Đảng Cộng sản vô Việt Nam đã là tất nhiên đã là xong rồi. Việt Nam Cộng hòa 1 triệu lính cũng phải thua Đảng Cộng sản. Cái đó nói là vì sao tốt, vì sao xấu. Chỉ nói vấn đề gì thôi. Còn bây giờ không cần biết Đảng Cộng sản là gì mà nuôi được 90 triệu dân. Đảng Cộng sản number one. Có nào nói mà Quá bác chuẩn, mấy bao gần que một mà trăm nói rồi, 97 triệu dân rồi. bác là quốc trưởng đây nè, bác là quốc trưởng, bác còn phải chịu thua nữa. Khi mà bác gặp bác chồng bác nói rồi, bác nói bây giờ là trước tiên bác trọng là kêu bằng bác trọng là cha già vĩ đại muốn năm ai làm gì bác. Cái cộng sản là bây Đúng. giờ nó, xin lỗi, 45 năm nay có ở bên Mỹ này đâu có thực lực đâu mà đấu với cộng sản, không không có đấu lợi với cộng sản. Chính phủ Mỹ nó đã ban giao rồi, nếu mà chữ thì ok, chữ bất bất động thì ok, mà chữ bạo động ở tù. Ông Đào Minh Quân bây giờ trốn rồi, lan tràn bị dẫn độ về Mỹ, dẫn độ về Việt Nam, cho ông biết thế nào là khám chí hòa. Con biết khám chí hòa không? Yeah. À, đúng, mà dắt ông vô trong đó ở. Ở đời con đang nhớ con đảng, bây giờ mình nói dân, nói vấn đề mà dân đảng cộng sản và đảng cộng sản là vì sao tốt, Việt Nam Cộng hòa là vì sao xấu, bị Mỹ bán đứng khi mà có quyền lợi của Mỹ vấn đề bên Trung Quốc thì kể như sông Hàn. 45 năm nay ai làm được cái gì, nói không có vài ba chục người làm cái gì. Tổng thống Mỹ mà ông À, bác Trần Dân ơi, tại sao á Việt Nam Cộng hòa lại bị bán đứng, lại là con gì nhỉ, con tép con tiết thì nói thế thì cũng hơi quá, nhưng mà nói chung là Việt Nam Cộng hòa là bị bán đứng đúng, thì tại sao, lý do như thế nào? lý do dễ lắm. Bây giờ quyền lợi của Mỹ, nước Mỹ trên hết, vì giờ Việt Nam là chỉ là một vật hy sinh thôi. Quyền lợi của nước Mỹ là tất nhiên là lúc đó nó đang ngó vấn đề Trung Quốc, cái quyền lợi của Trung Quốc nó mạnh hơn quyền lợi của nước Việt Nam, phải không? Bây giờ không có chuyện đấy. Vậy cái chuyện đã qua, nói kẻ thắng và người thua, nó năm 1975, kể cả Việt Nam Cộng hòa bị Mỹ bán đứng chỉ. Mất tiếng rồi, bác ơi.